Lý do gây ngỡ ngàng khiến Ronaldo sơn móng chân. Ronaldo một lần nữa để lộ sơn móng chân khi đang có kỳ nghỉ giao hoa bên bạn gái, các con trên du thuyền trị giá 5,5 triệu bảng ở Sardinia. Trong nhiều bức ảnh khác nhau, người hâm mộ đều rất tò mò với bộ móng chân được sơn màu đen của siêu sao 38 tuổi. Ronaldo nổi tiếng về độ trải chuốt, ăn mặc nhưng đàn ông mà sơn móng chân thì quả gu thời trang lạ. Tuy nhiên, lý do thực sự đằng sau việc sơn móng chân của Ronaldo được tiết lộ, thậm chí võ sĩ huyền thoại Mike Tyson được cho cũng thường làm như vậy. Hóa ra, cựu tiền đạo MU làm thế là để bảo vệ móng chân khỏi bị nhiễm nấm và vi khuẩn khi phải thường xuyên mang giày. Ronaldo được biết đến là người luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao và nỗ lực làm mọi thứ để đạt được. Những thành công mà anh đạt được trong sự nghiệp là kết quả của nỗ lực làm việc không mệt mỏi, phấn đấu rèn luyện cùng một chế độ sinh hoạt ăn, ngủ, nghỉ lành mạnh. Chẳng hạn để cơ thể phục hồi một cách nhanh chóng, Ronaldo luôn giữ thói quen ngâm mình trong nước đá sau các trận đấu. Điều không phải cầu thủ nào cũng có thể học hỏi và duy trì bởi cần sự quyết tâm cao độ. Thế nên khi biết được lý do thực sự đằng sau việc sơn móng chân của Ronaldo, nhiều người thêm nể anh, luôn biết chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, cơ thể bản thân một cách tốt nhất. Ronaldo hiện chơi bóng cho Anas với thu nhập 200 triệu euro trên năm. Anh xác nhận sẽ tiếp tục ở đây mùa tới, sau khi cập bến vào đầu năm, dập tan những tin đồn chán cuộc sống ở Saudi Arabia, muốn trở lại châu Âu.